Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Siro Snapisef. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Siro cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Siro Snapisef kẽm Gluconate Dạng bào chế Siro Công dụng và chỉ định Uống kết hợp với các dung dịch bù nước và điện giải trong phát đồ điều trị tiêu chảy kéo dài. Bổ sung kẽm vào chế độ ăn hàng ngày, tăng cường sức đề kháng giúp cơ thể khỏe mạnh. Phòng ngừa và điều trị các trường hợp thiếu kẽm, trẻ còi xương, Suy dinh dưỡng, chậm tăng trưởng, thường bị rối loạn tiêu hóa, chán ăn, khó ngủ, khóc đêm, nhiễm trùng tái diễn ở da, đường hô hấp, đường tiêu hóa, khô da, da đầu chi dày sừng, hói, loạn dưỡng móng, vết thương chậm lành, khô mắt, loét giác mạc, quáng gà. Phụ nữ mang thai và bà mẹ đang cho con bú, người có chế độ ăn thiếu cân bằng hoặc ăn kiêng, người phải nuôi ăn lâu dài qua đường tĩnh mạch. Cách dùng thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Bổ sung kẽm, phòng ngừa và điều trị các trường hợp thiếu kẽm, trẻ còi xương, suy dinh dưỡng, chậm tăng trưởng, phụ nữ mang thai và bà mẹ đang cho con bú, người có chế độ ăn thiếu cân bằng hoặc ăn kiêng, dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng. Chống chỉ định. Mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Lưu ý khi sử dụng thận trọng khi dùng siro kẽm trong giai đoạn loét dạ dày tá tràng tiến triển và nôn ói cấp tính. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm siro snapicep, đồng thời biết cách sử dụng siro snapicep, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham